Con số 3 là cha con số sao? Con số 6 lại mau con số 8. Con số 8 lại ham con số 3. Con số 3 là ra con số 8. Con số 6. Kìa, bà Thao. Cái gì thế ông Thể? Bà tôi bảo. Trời ơi, cái banh mặt già đã chọc đi chạy. Thế không có việc gì làm à? Bà buồn cười nhỉ. Thế chả không có việc gì ngoài cái việc này. Thế cho gà ăn chưa? Gà tôi không cho ăn mà chúng nó im mồm hết cả lút đi kia. Lại thêm tôi bảo đây. Vào đây. Bảo gì thế? Mấy đứa kia im mồm. Tôi bảo bà nhá, bà xem thế nào cái thằng Hiệp như mình ấy. Dạo này nó cứ lông bông lang bang, nó đi tối ngày, đến bữa nó không thèm về ăn đấy, xong đêm là đi vút chỉ. Đêm hôm qua đấy, tôi chọc bia đến 12 giờ tôi đợi nó mà có thấy mặt nó về đâu. Bà phải xem nó thế nào chứ, cứ như thế này là hỏng đấy. Khổ quá. Cái con Liên nó chuẩn bị thi đại học, nên là thằng Hiệp nhà mình nó sang nó động viên con Liên đấy. Sao bà biết nó sang nó động viên con Liên? Kể với tôi mà lại. Thằng Hiệp mà động viên không đến nơi đến chốn mà con Liên nó có chửa nó chết rào luôn. Ấy giời ơi, có chửa được thì càng tốt đi. Gớm, lấy được con Liên về làm vợ có mà mát mặt cả họ. Mà tôi phải công nhận là con Liên nó xinh. Công nhận nhỉ? Eo ơi, nó xinh thật đi. Này, xinh y hệt tôi ngày trẻ nhỉ. Ôi giời, 3 tuổi gì? Con Liên nha, nó gấp nghìn, gấp tỷ bà hồi trẻ. Bà chỉ xách dép nó thôi. Gớm nữa. Thì cái ngày xưa thì lấy cái gì đâu ra mà ăn mà trẻ không xinh bằng nó. Bây giờ cái bọn trẻ nó đầy đủ ăn uống có chất, nó trẻ xinh. Mà nói tóm lại thật, nó xinh hơn bà. Nhưng mà thế này, bà xem thế nào xúi chúng nó lấy nhau đi. Bởi vì các cụ đâu có câu là cưới vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày thằng khác nó đâm. Cho nên là bà xui chúng nó lấy nhau đi. Lấy nhau đi thì phải có quá trình chứ. Lấy bây giờ tiền đâu ra? Ông có tiền không? Bà không phải lo. Lát nữa tôi sang nhà ông bà nội vay đôi nợ rống. Về mình vỗ béo khi nào nó đủ một tạ. Thì một con mình trả tiền thách cưới. Còn một con thì vợ chồng gia đình mình tổ chức là làm cỗ cho thằng Hiệp. Có gì đâu. Thế thì ông sang lấy luôn đi. Để cho chọc lốt một lỗ này. Lỗ mới lại cái gì, không có lỗ đấy gì cả. Đi. Ông bố hay bà bố giấu cái chìa khóa xe máy ở đâu đấy? Bố mày giấu đấy. Tôi phải giấu cho anh chứ không thì cứ để anh đi lang thang suốt ngày suốt đêm bỏ bữa như thế. Hỏng người đấy. Mà này, từ ngày hôm nay trở đi, tôi cho phép anh đi đâu thì đi, giờ nào về cũng được, thoải mái. Mà mẹ bảo này, từ sáng mai trở đi nhá, con phải húp 4 đến 5 quả trứng gà so cho mẹ. Phải bổ bổ sức khỏe tật lực vào cho nó tốt. Bồi bổ. Nhà mình có bao nhiêu quả trứng, bà bố đem đi chợ bán hết. Lấy gì mà bồi với nhà bổ? Này, cấm bà từ ngày mai không được bán trứng của con đi đâu nhá. Rồi, không bán. Mà này, mẹ nói đúng rồi con ạ. Rút kinh nghiệm từ cái đời bố. Đó là đàn ông như là luôn luôn phải có cái sức khỏe phải bồi bổ cho mình vào. Không là mệt đi con ạ. Ngày xưa ấy, không biết mẹ mày lại khỏe như thế. Thành ra chủ quan. Nên cuối cùng có mỗi mình mày đấy. Nhưng mà bồi bổ để làm gì ạ? Thì bồi bổ để lấy bằng được con Liên chứ con làm gì. Sao bóng còn đâu? Ơ cái gì? Sao lại bóng? Bố nó chê nhà mình nghèo. Không cho con yêu con Liên nữa. Hả? Chê mình nghèo á? Là sao nghèo cũng có tội à? Sao khổ thế nhỉ? Ông ơi. Tôi có cách như thế này nhá. Nhà đấy chê nhà mình nghèo, thế thì mình sẽ mời gia đình bên đấy đến nhà của cậu Long Đại. Đấy, ôi dồi ôi, ông ơi, nhà đấy còn có cả cái xe Matiz để làm taxi đấy. Đúng. Nhà 3 tầng, giàu chưa? Họ hàng nhà mình như nào á, bố nó biết tổng rồi. Đến nhà mình có bao nhiêu mét đất bố nó còn biết kìa. Thì bố nó trước làm ở bên tình báo mà bố nó biết. Không biết tình báo hay tình trí gì. Nhưng mà nhá, đàn gà nhà mình có bao nhiêu con nhá, trống hay mái ông còn biết hết cơ mà. Ủa, thế á? Thằng cha như ma chó nhỉ. Này bà ơi, mà xem có cách nào tháo gỡ cho con nhỉ. Chứ bây giờ để tuột con Liên vào tay nhà khác là hỏng đấy. Ông còn chả có cách nào nữa, huống chi là tôi. Ê nhỉ, căng chặt cả nhà. Bó tay. Ôi trời, bố có cách rồi con ạ.
Anh sang đây bố ạ. Anh có hoàn cảnh y hết như bố ngày xưa. Ngày xưa ấy, là bố yêu mẹ mày, bên đằng ngoại nhá, ngăn cản nhá, rồi là tìm đủ mọi cách không cho đôi Uyên Ương đến với nhau, rồi là dùng đòn gánh đánh bố với mẹ thương sống thương chết. Nhưng cuối cùng làm sao, bên đằng ngoại lại sang bên đằng nội nhà mình lại ạ, đằng nội cho phép cưới mới được cưới, kêu không? Ê, nhưng mà tại sao lại ông bà ngoại phải sang lạy ạ ông bà nội hả? Ồ, cái này anh phải hỏi mẹ anh. Mẹ anh nhớ chuyện này lắm. Nào, chả qua cái hôm đấy khóa chặt tay người ta, bịt miệng chặt người ta không kêu được. Chứ hôm đấy người ta mà kêu được á, thằng mà dơ mặt. Khổ. À con ơi, khéo theo cái cách của bố con được đấy. Cứ theo cái cách đó khéo lấy đó con liền đấy. Cách gì? Đây, nó như thế này. Nào, cái bà này buồn cười như này, nào nào cái gì. Tôi đang truyền lại cái miếng võ gia truyền của tôi cho con, để con nó vận dụng vào, nó đến với con Liên. Thế bây giờ cứ đứng lên nào nào này thì bao giờ nó mới tiếp thu được. Thế thôi được rồi. Nhưng mà ông dạy con không được theo cái cách bạo lực của ông ngày xưa rồi đấy nhá. Bà yên tâm, ông nhớ đấy, còn sức đâu mà bạo lực. Bà bố vào đấy, ông bố có cách gì chỉ con đi. Chuyện như này con ạ. Thế thì vào một cái đêm mùa thu trăng sáng vàng bạc, nó lại đúng vào cái vụ cốm của này. Đấy, bố mày giã một nắm cốm thủ sẵn trong túi, gạ mẹ mày lên bờ đê để ngắm trăng. Thế lên bờ đê, bố mày lôi cốm ra ăn chóp chép. Mẹ mày ngửi cái mùi cốm nó thơm quá, mới hỏi: anh ơi, cho em xin một rúm. Thì bố mày chia cái túi quần bên này. Đấy, bố bảo là muốn ăn thì thọc tay vào mà mắt. Mẹ mày cho tay vào đó thì có biết đâu là bố đã chọc thủng cái túi quần từ lâu rồi. Thế khi mẹ mày thò tay vào, đấy, bố mày kẹp thật chặt, mẹ mày không rút được ra. Thế là có mày. Ông bố hay thật đấy. Thế thì con biết là cái thanh kiếm gia truyền của nhà mình nó lợi hại như thế nào rồi đấy. Ê, đỗ xe lên trên kia đây cháu ơi. Ông gọi em gọi luôn đi. Ông thử gọi xem cả họ nhá, ông có những ai tôi ra đây tôi sao kê hết. Mày trêu bố mày à? Hả? Đây này, số là cháu bố mày đây này. Mày chờ đấy. Ông gọi nhanh lên. Ôi, có chuyện gì mà căng thẳng thế ra ấy? Cái thằng già kia nó đập móc cả xe rồi đây. Ôi trời ơi, tội sự già ác thế. Xe vừa mới đánh bóng xong. Thôi, già rồi bỏ qua. Còn nó gọi đứa nào đến ấy, già trẻ gái trai, đẹp chết mẹ nó đi. Này này này, mày này, bố mày nói cho biết nhá. Bố mày gọi cháu bố mày rồi, nhưng mà các cháu bố nó đang bật đánh chắn, nó không nghe máy nhá. Bố mày về tận nơi bố mày gọi, mày chờ đấy. Ông gọi nhanh lên, tôi chờ đấy. Mày này, bố mày nói cho mày biết nhá. Mày đừng tưởng mày vẽ mấy con rắn con rết lên người mày phải được dọa bố mày gì. Này, nhìn lại đi, mặt bố mày cũng được vào sinh ra tử chán rồi nhá. Mày chờ đấy, xe mày chắc chắn xuống ao nhá. Chờ. Ông gọi nhanh lên. Chờ đấy. Nhanh lên, tôi chờ đấy. Tôi thích đi. Giả rồi mà đánh đá. Anh tìm chàng anh đi bác.
chuyện gì mà sao căng thẳng thế? Thằng Gia vừa rồi nó đập lát xe anh đây này, nó còn về gọi người cái kia. Thằng nào mà mất dạy thế nhở? Mà thôi kệ nó đi, đi không muộn anh. Cứ từ từ, để xem nó gọi ai ra, bắt đêm một thể. Em bảo các anh nhá, lần sau đến đây cứ bảo là vào nhà ông Nhân Hậu à. Chỉ cần nói tên cha em ra, đố thằng nào dám động với lông tay, lông chân, kể cái lông này nó không dám động này. Chúng mày đâu? Nhanh lên, mày là cháu đâu, nhanh lên. Đập luôn, cái gì? Cháu cha đập xe của sếp con. Mày vừa nói cái gì? Xe của sếp con đấy, cha chả tìm hiểu gì cả, cứ sồn. Thôi chết, hóa ra xe nhà mình à? Vâng. Sếp ơi. Ơi. Cha em vừa nãy không biết nên là sếp thông cảm ạ. Em chào anh ạ. Em chào anh ạ. Dạ, chào bác. Chả là thế này, tính em nó hơi nóng nảy nên là vừa rồi đã để xảy ra cái chuyện hiểu lầm không hề nhỏ. Mong các anh thông cảm ạ. Không sao đâu bác. Vừa rồi thằng này nó chửi bác hơi quá lời. Bác thông cảm. Ôi, chửi vài câu bỏ bèn gì. Cơ bản là cái đống của đây này. Ê, mấy thằng kia. Dạ. Về đánh chắc tiếp đi. Không có gì đâu, xe nhà mình đi nhá. Dạ. Dạ. Vâng. Dạ. Nhân. Dạ. Rước hai anh vào trong quán uống nước nhá. Để bố đi giả cái búa của lão thợ rèn. Nó đang làm bố rằng đi đấy. Giả muộn mắng chết nhá. Rồi em mời hai anh vào trong quán uống nước ạ. Dạ. Dạ. Và em chào hai anh ạ. Chào đi đi ạ. Em mời sếp vào uống nước cho hạ hỏa. Đi sếp. Sếp vào ngồi đi ạ. Sếp ơi, sếp uống tốc kia cho nó hạ hỏa nhá. Thôi, không sao đâu em. Sếp ơi, sếp sửa xe hết bao nhiêu có thế nào thì sếp bảo em nhá, để em xử lý cho. Em ơi, ngon thế. Nhân, sao em không rủ bạn đi làm cùng? Hình như cái liên lạc hay sao ấy nhở? Liên. Dạ. Bác chị bảo. Bảo đi, nhanh lên. Vâng. Chị Nhân. Ừ. Xinh thế. Hết dịch chị chuẩn bị đi làm lại à? Ừ. Mà chị gọi em có việc gì đấy? Uống miếng nước đã. Chị bảo này, công ty chị đang tuyển thêm nhân sự đấy. Em đi làm cùng chị không? Này, lương cao lắm nhá. Có tháng cả 100 triệu mà chưa kể tiền bo đâu đấy. Ui, lương cao thế à chị? Ừ. Nhưng cụ thể công việc là gì à chị? Việc đơn giản lắm. Chỉ có ngồi là bấm bài với rót bia cho khách thôi. Này, ở đấy á, ngày nào cũng ăn mặc sang chảnh mà toàn quan hệ với giới thượng lưu thôi. Thế thì thích nhở? Ừ. Nếu như mà em không đỗ đại học thì chị cho em đi làm với chị nhá. Nhất trí luôn, chị giới thiệu luôn. Đây là ông Kính Trắng, giám đốc nhân sự của công ty của chị đấy. Anh ưng em rồi đấy nhá. Học hành gì tầm này em ơi, lên đường luôn. Không có tiền mới chết chứ không có học không sao cả. Anh thì đúng rồi đấy. Vâng, thế thì để em xin phép bố ạ. Uống nước đi em, anh uống nước đi anh. Ừ. Em đến rồi. Này, em làm gì mà lâu thế? Hay là mình chuyển chỗ khác đi? Chứ chỗ này á, toàn kiến lửa mới lại mũi vằn thôi. Nó đốt anh ngứa ơi là ngứa ấy. Này nhá, em vừa mới gặp chị hàng xóm xong, thấy một năm đi làm mà mua được cả nhà cho bố cơ. Tháng phải kiếm được cả 100 triệu. Chị em làm nghề gì mà sao lương cao thế? Thì thấy bảo là việc nhẹ lương cao, ăn mặc thì sang chảnh này, toàn quan hệ với giới thượng lưu. Hay là em xin phép bố để cho làm cùng chị nhở? Lương cao như vậy thì thoát nghèo nhanh lắm. Nhưng quan trọng ấy là làm việc gì, với lại họ có cần trình độ chuyên môn cao không. Anh sợ em không làm được. Em thấy bảo là chỉ rót bia bấm bài cho khách thôi mà, có gì đâu mà không làm được. Ôi giời, em biết nghề đấy là nghề gì không hả? Không. Em mà vào cái nghề đấy nhá, đảm bảo em sẽ sa ngã trong vòng một nốt nhạc đấy. Nghề gì mà sao anh sửng sốt thế? Người ta gọi là gái bia ôm đấy. Gái bia ôm á? Ừ. Thế thì em chịu, em không làm đâu. Ừ. Mà anh đã nghĩ ra cách gì để cưới em chưa? Anh nghĩ ra rồi. Đảm bảo làm theo cách của anh nhá. Bố em sẽ phải sang tận nhà năn nỉ anh cưới em. Nghe cũng hay đấy. Ừ. Cách gì nói xem nào? Thì anh sẽ làm cho em có bầu. Lúc ấy kiểu gì bố em để cho chúng mình cưới nhau. Điên à? Sợ lắm.
nhỡ đau thì sao? Mà có con thì chết à? Em yên tâm đi, anh hứa anh sẽ làm nhẹ thôi, không đau đâu nhá. Mà trước sau gì mình cũng làm vợ chồng, phải có con chứ. Không những nhá, em đẻ cho anh một đứa, mà em còn phải đẻ cho anh 10 đứa cơ. Làm theo cách của anh nhá. Để em suy nghĩ đã. Ôi, tôi chết rồi. Bố em sắp đi làm về rồi, em phải về đây. Bố em mà biết em ra đây với anh là chết. Ôi, thế em về đi. À, thôi, anh bảo này, tối nay nhá, khi nào bố em ngủ ý, anh sẽ mò sang với em, cho là mình tập làm vợ chồng nhá. Kệ anh nghe, em không biết đâu. Ôi, anh làm sao đấy? Em xin lỗi. Anh không sao. Để quay, không phải đâu. Em có sao không? Em về đi. Em về nhá. Mình sắp được làm bố rồi. Sửa điện cho nhà Lạc à? À vâng ạ. Ôi giời ơi, thằng Lạc nó có cho cậu yêu con gái nó cho đâu mà sửa cho nhà nó. Này, kệ mẹ. Dạ, đây là công việc của cháu mà bác. Công việc à? Ôi, may quá. Tiện đây cậu sang xem giúp tớ cái công tơ. Công tơ nhà tớ chạy như ngựa vía. Tháng vừa rồi, tốn tiền điện quá. Sang tranh thủ tí thôi, để tớ còn ra quán bán hàng. À, cái này không được đâu bác ạ. Cái này thì bác phải làm đơn sửa chữa. Khi nào lãnh đạo thì chỉ cháu đi sửa chữa thì cháu mới đi được ạ. Cậu nói buồn cười, tớ nhờ cậu sang kiểm tra giúp chứ có sửa chữa thay thế gì đâu mà phải đơn vị tư. Ai đến cầu kỳ thế? Đi giúp tớ cái đi. Đi. Để tôi đợi cho. Nào đi. Anh cái chân lên. Đánh rồi. Đánh đi rồi. Ông Nga lông ngọc. Ôi, bắt thang trèo lên. Cờ điện mà lấy hoa đây mày. Hoa. Công tơ nhà tao đây. Lên. Đấy. Rút lên. Ai ta lấy không mày. Lên. Nhanh nhanh lên, tao giữ thang cho rồi. Cái công tơ nhà tao có cái tên là Hùng Hậu đây. Bạch ra kiểm tra xem nào. Sao lại mày vứt giày vào mặt tao? Đau Hùng Hậu mờ quá, tôi phải lau kỹ mới nhìn được đau Hùng Hậu chứ. Thì lau đi. Ôi làm thơ điên mới để điên giật, làm thơ điên làm toán. Chạy công tơ nhà bác bị hở, thật cháu tết cả người này. Tôi bị hở. Rút bây giờ mày trèo lên mày đấu ngược cái công tơ cho nó chạy ngược vào tao phải. Ừ. Giờ trả tiền. Bác làm như thế là ăn cắp điện, người ta cho bác đi tù ấy. Đi tù à? Đang định mình ăn cắp điện thì làm phải thế đấy. Thì đi tù thôi. Thế bây giờ mục đích của bác đến gọi cháu đến đây ấy, chỉ là quay ngược lại cái công tơ thôi gì? Ừ. Chịu. Tết cả người. Mày đi à? Ô thế mày dừng cuộc chơi à? Quái lạ vừa đây có tiếng chó sủa kinh lắm mà sao bây giờ thấy im bặt nhỉ? Giúp ở trong này. Ai? Cái thằng này mày dám giả danh thợ điện này mày chui ô để chim chuột à? Ôi trời ơi! Bà con ơi, bắt tôi định trộm bà con ơi!